phủ gầm để nó chống ồn luôn. Đó là một cái tính năng mới để được bổ trợ vào xe. Xịt phủ gầm không cần biết cái gì hết, nên chỉ cần đưa vô, đụng cái gì xịt cái đó, đụng cái gì xịt cái đó. Công nghệ là hạt cát siêu âm để nó giảm tiếng ồn một cách tối đa cho cái hốc bánh của chúng ta. Xin chào các bạn, tôi là Sơn Hoàng Võ đến từ công ty Storytelling Việt Nam. Ngày hôm nay tôi lại chia sẻ với các bạn về dịch vụ phủ gầm chống sét, chống rỉ sét, và thêm một phần nữa là hôm nay giới thiệu một cái sản phẩm mới, có nghĩa là vừa chống được rỉ sét mà nó có thể chống được tiếng ồn, đá văng và bốn hốc bánh lồng dè. Đây, trên tay của mình đây là đang là một cái sản phẩm mới, công nghệ mới năm 2020 của hãng ZB. Thì nó được 19 bằng sáng chế của các trường đại học Mỹ khen tặng là một công nghệ tân tiến nhất hiện nay. Với hạt cát sóng siêu âm, nó có thể là tiêu âm được những âm thanh ồn vọng trong cái hốc bánh đó. Và bây giờ mình chia sẻ một chút về cái chất phủ gầm này. Thì nó là 100% là gốc nước ha. Thì khi hòa tan nó vào với nước thì nó sẽ tan hết, và nó đạt chứng chỉ gọi là an toàn với lại người sử dụng. Có nghĩa là những cái bạn kỹ thuật thi công á, thì hít vào nó sẽ không có gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều so với những cái sản phẩm gốc dầu cùng chủng loại. Và cái độ bám dính của nó cũng rất là cao, và khi mà chúng ta xịt lên nó sẽ tạo một cái độ dày khác biệt so với lại những cái loại phủ gầm thông thường, và nó sẽ có khả năng là giảm ồn, giảm tiếng động từ bốn hốc bánh và cái gầm máy rất là cao. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu, chia sẻ cho các bạn về thao tác, về quá trình phủ gầm của bên mình. Đối với cái sản phẩm gốc nước này, chúng ta nó sẽ rất là lâu khô, nên chúng ta sẽ xịt một cái lớp mỏng để mà lấy chân. Các bạn có thể nhìn rõ ở đây thì nó có thể là nó ướt hơn so với cái loại bình thường nè. Anh em nhìn thấy nó ướt nè. Nhưng mà mình sẽ xịt một cái lớp mỏng để lấy chân, phụt qua sơ, sau đó mình sẽ xịt đi một vòng giáp vòng cái xe, rồi bắt đầu mình mới hoành lại xịt một lần nữa. Thì lúc này nó sẽ tạo cái độ dày khá cao cho nó, rồi để cho nó chống ồn và cách âm. Đối với cái hốc bánh là cái nơi chịu cái sự tác động của cái quá trình mà vận hành, thì nó có thể là gây tiếng ồn từ cái lớp bánh. Ví dụ như là cái vỏ xe của mình lâu ngày quá nó bị mòn thì nó cũng gây lên tiếng ồn, hoặc là cái tiếng mà đá văng lên trên đây nó vẫn là gây tiếng ồn, và cái tiếng gió luồn vô nó cũng gây tiếng ồn. Nên cái phần mà để mà phủ gầm cách âm hiện nay rất là quan trọng, và sau khi mà phủ gầm cách âm chúng ta sẽ thấy nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với những cái loại phủ gầm chống rỉ sét bình thường. Đối với cái gầm xe mình bảo vệ nó để chống rỉ sét đó là lẽ đương nhiên, nhưng phủ gầm để nó chống ồn luôn, đó là một cái tính năng mới để được bổ trợ vào xe. Lý do tại sao mà cái tiếng ồn này và cái gầm thì nhà sản xuất không có bổ trợ sẵn cho xe, nhưng mà về mình mới làm dịch vụ này, thì cái đó là cái vấn đề mà mọi người hay thắc mắc. Thì hồi trước những cái dòng xe cũ nó không có gì cả, và để chứng minh được cái việc hiệu quả của nó, sau này những dòng xe mới hãng bắt đầu bổ trợ một phần nhỏ, và đến bây giờ là một phần khá to, nhưng nó chỉ dừng lại ở tính chất tương đối thôi. Bởi vì tính chất thương mại nên hãng họ cũng chỉ làm tương đối thôi. Và khi mà mình mà muốn bổ trợ một cách tối đa, không, mình làm tối ưu luôn cái tiếng ồn và bảo vệ cái gầm luôn, thì mình sẽ phủ nó full luôn cả cái dàn hốc bánh và cả dàn gầm luôn. Thì lúc này cái độ chống rỉ sét và cái độ cách âm của nó sẽ hoàn thiện hơn so với lại xe xuất xưởng của hãng. Đối với những cái xe mới thì chúng ta chỉ cần tháo ga, vệ sinh sơ, rồi bắt đầu che chắn những cái phần không cần thiết thì chúng ta sẽ phủ liền được. Còn đối với trường hợp những cái xe cũ như chiếc Sedona này đó, thì chúng ta sẽ vệ sinh một cách kỹ lưỡng hơn, và chúng ta sẽ xịt vào gốc đó. Đây là mình thao tác sơ cho các em coi. Thì đối với gốc nước này chúng ta phải xịt nó lấy chân mỏng nè. Đó,
Sau khi xịt lấy cái chân mỏng này á thì mình đi xịt chi tiết khác rồi bắt đầu nó khô, bắt đầu mình xịt thêm một cái lớp nữa, chứ không thể nào mà đè một lần mình xịt nó ra cái cục là nó rất là lâu khô. Đó, anh em có thể nhìn, mọi người có thể nhìn thấy rõ được là cái hốc bánh lúc mà xe mới xuất xưởng. Đây là một chiếc xe mới 100% vừa mới được lấy vào ngày hôm qua và đem tới xưởng trung tâm Storytelling để thực hiện gói phủ gầm cách âm. Thì các em nhìn thấy cái phần tôn của nó rất là mới. Đó, hãng chỉ bổ trợ một phần nhỏ ngay cái cây phuộc là cái nơi giảm bị chấn động nhiều để gây tiếng ồn. Còn ngoài ra những chi tiết khác anh em thấy không? Nó là như zin luôn. Đó, nó là một cái lớp tôn mới luôn. Nên chúng ta cần phải phủ. Thứ nhất là nước sẽ không ăn, không làm gỉ sét nó. Ở những cái nơi như là gần bờ biển, như là Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Định hay là Hải Phòng đồ, thì cái việc phủ gầm chống gỉ sét là nó rất là quan trọng ha. Thứ hai nữa là tiếng ồn. Tiếng ồn nó sẽ vọng lên đây. Ví dụ như một cục đá mà nó đá mi nhỏ dính lên cái lớp xe mà nó búng lên trên đây thì chúng ta sẽ nghe cái gầm của chúng ta rất là ồn. Và khi mà cái gầm này nó mỏng á, cái gió nó luồn vô cái hốc bánh á, cái mâm nó quay á, thì nó dồn lên trên đây nó cũng rất là ồn. Nên chúng ta phải cần bổ trợ nó là cách chống âm, cách âm chống ồn. Là lý do là cái loại phủ gầm GB nó ra đời là với công nghệ là hạt cát siêu âm để nó giảm tiếng ồn một cách tối đa cho cái hốc bánh của chúng ta. Và một phần kỹ thuật nữa mình xin chia sẻ với anh em là không chỉ mình che chắn những chi tiết như phuộc, heo dầu, mâm mà mình còn dùng giấy để che lại những cái chi tiết của hốc bánh. Đó, đối với cái chi tiết máy nè, anh em thấy không, nếu như mà chúng ta không che lại, nó văng vô trong đây thì khi mà cái máy nó tỏ nhiệt lên á thì nó sẽ làm gây ra một cái mùi hôi rất khó chịu, cái mùi khét của cái chất phủ gầm. Và cái chi tiết cái máy này thì chúng ta sẽ không cần xịt, chúng ta xịt lên đây nhưng mà chúng ta phải che chắn lại những cái chỗ như thế này thì một cách kỹ lưỡng, chứ không thể nào mà làm ẩu tảo qua loa được. Đó là về cái phần hốc bánh. Và tiếp theo đây mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái phần mà phủ ở dưới gầm là như thế nào, những chi tiết cần phủ và những chi tiết không cần phủ, và những cái lỗ thoát khí, những cái lỗ thông hơi và những cái nơi mà cần tỏa nhiệt không cần phủ thì mình sẽ chia sẻ với anh em ở dưới phần gầm nha. Đó, vào đây thì chúng ta có một cái cây đèn như thế này thì mình có thể trong quá trình thao tác mình có thể thấy rõ được những cái chi tiết cần xịt. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em vô đây, có nhiều trung tâm xịt phủ gầm không cần biết cái gì hết, nên chỉ cần đưa vô đụng cái gì xịt cái đó, đụng cái gì xịt cái đó thì cái xe nó sẽ bị những cái nơi bị tỏa nhiệt ra, như cái máy nó bị bay vô thì nó sẽ bị mùi hôi, và những cái chi tiết đó nó bám vào những cái lỗ mà thoát khí hoặc là thoát nước của cái xe, nó sẽ làm bích nhiều những cái lỗ đó thì không nên. Và những cái cảm biến bô hay cảm biến mạch điện gì là chúng ta phải chừa ra và che chắn lại một cách là kỹ lưỡng. Và bây giờ anh em có thể nhìn được cái phần tôn của xe này là y như zin hết. Và anh em nhìn thấy cái phần tôn này á, thì khi mà nước mà nó ăn vào á thì tuyệt đối là nó sẽ bị một cái gầm là chắc chắn rồi. Và cái tiếng ồn của cái cầu xe nó sẽ dồn lên trên xe, và tiếng ồn của cái gầm đá văng đồ này nọ nó sẽ dồn lên trên xe. Mình sẽ gõ thử cho anh em nghe. Hoàn toàn chỉ là một cái lớp tôn mỏng thôi. Bây giờ mình sẽ phủ lên thì anh em sẽ thấy nó sự khác biệt. Thứ nhất là nước sẽ không được chen vào để ăn mòn những cái phần chi tiết này. Thứ hai nữa là đá văng lên những cái phần chi tiết này nó sẽ kêu lụp cụp chứ nó không phải kêu cái tiếng bầm bầm như thế này đâu. Đó, thì cái việc phủ gầm nó có hai tác dụng chính, đó là một là chống rỉ sét và thứ hai là chống cách âm. Đó, thì cái loại GB, cái loại công nghệ mới của hãng, cái loại Spectrum là công nghệ là quang phổ cái hạt cát sóng siêu vi âm, nó có thể làm cách âm và tiêu âm rất là tốt trong cái công việc phủ gầm, chứ không đơn thuần như ngày xưa chúng ta chỉ làm phủ gầm chống rỉ sét mà thôi. Và cái này là 100% là gốc nước, an toàn với lại người sử dụng và thân thiện với môi trường. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn xem cái thao tác xịt của các bạn kỹ thuật viên là như thế nào ha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này. Và nếu các bạn thấy hay thì cứ nhấn vào nút subscribe và nút thông báo để nhận được những cái clip tiếp theo của trung tâm Storytelling chia sẻ về những cái dịch vụ chăm sóc xe tại trung tâm. Cảm ơn các bạn nha. Yeah.